con về cái kỹ thuật đào hố trồng chanh dây. Đây là tỷ lệ từ hố này sang hố này đó là 3 mét, từ hố sang hố là 3 mét. Đây điều kiện là do cà phê trồng cũng mắc mùa quá nên cái diện tích này trồng chanh dây con lỗ thì lại là 33. Đây hố sâu đây bà con để ý, đây hố sâu là từ 5 phân. Đây thì điều kiện người ta làm thì có mấy con á, tiện lợi nhưng mà phải đào đây từ hố cách hố là đều 3 mét hết, hố này phân đều đẹp hết. Còn những cái hố này thì thường người ta bắt đầu sẽ có phân chuồn dưới đó để ủ hơn một thời gian đầu là dẫn về đây. Đây cũng thiết kế thêm cái đường nước ống là tưới luôn, ống chôn ống, đào ống để chôn luôn, rất là dài. Còn rất là nhiều. Chôn ống hết, đường ống chôn. Cả ống chôn ở hố này cũng cách 3 mét với nhau hết. Clip này thì mình xin giới thiệu bà con là cái clip về kỹ thuật đào hố. Bà con đăng ký video thì vài bữa mình sẽ hướng dẫn về kỹ thuật xuống giống và làm vàng. Đó là đầy đủ các bước để bà con trồng cây vàng chanh dây từ lúc mua giống, đào hố, lúc chăm sóc. Bà con đăng ký đủ trên 100 shop, 100 người đăng ký thì mình sẽ có động lực cho bà con xem những clip tiếp theo. Đối với Đắk Lắk á, thì đất đỏ nên cái lượng đất nó rất là dễ, còn bà con ở vùng khác thì không cần đào hố to như thế này đâu. Đào hố nhỏ đơn giản, cần bỏ một lớp phân chuồng đó, khi cây con lớn lên ăn nó bám vào những lớp phân chuồng nó xuất hiện cái kiểu mạnh. Đây là cây con đường bỏ hết. Còn nếu có cái hố 3 mét như cà phê thôi, để cái này nó mất. Coi rất là đều, hệ thống nước tưới thì cũng đều luôn. Cho ở giữa này tầm cũng nóng thì cũng là tưới cho. Vườn này tầm khoảng 1.2 hectare cà phê. Thank you.
phê.